Ở Blender nó cũng vậy, ở các phần mềm khác cũng vậy ha, Maya, 3D Max, Cinema 4D hay là tất cả các cái phần mềm nào 3D mà có chạy UV đều giống nhau ha. Rồi cái phần chạy UV thì việc đầu tiên của mình là cái object của mình đừng có bị lỗi ha. Object mình á, hạn chế cái chuyện bị lỗi. Có những phần mềm khi mình chạy UV bị lỗi là nó sẽ báo và nó không có unwrap được ha. Thì để chạy UV mình có một cái công cụ ở đây, Layout UV Editing ở đây ha. Click vào đây. Mấy em sẽ thấy nó có giao diện hai phần ha, hai phần chính. Một bên là mấy em nhìn thấy giống như cái hình hộp mình gỡ ra đúng không? Một bên là cái hộp nó phân tích ra cho mình là cái UV của nó là như thế này. Đấy. Thì cái bộ công cụ bên tay trái mấy em nhìn vào mấy em sẽ thấy cái chữ là editor ha, của cái UV editor này nè. Đây mấy em thấy cái chữ UV editor ha. Đấy. Thì khi mấy em muốn để cái giao diện này cũng được, còn không thì mấy em muốn tạo cũng được, mấy em cứ click vào cái ô bên trái trên cùng ha. Đây nè, mỗi một cái khung view như thế này nó đều cái ô bên trái đây nè. Đây nè ha. Đây. Đây. Mấy em cứ click và mấy em thay đổi các cái cửa sổ thoải mái ha. Ở đây mấy em cứ thể mấy em muốn đổi qua cái gì cũng được, ví dụ như mấy em muốn đổi qua vùng nhìn giống như thế này đây ha, nó cũng giống thôi không có gì cả ha. Rồi mấy em muốn đổi lại làm việc mấy em đổi đây đây ha, có rất là nhiều trên này. Nhiều khi mấy em muốn đổi cái này thành một cái vùng để shader ha, ví dụ như thầy muốn coi cái nốt của chất liệu này là cái gì đấy, mấy em có việc thoải mái mà đổi ha, không có gì hết. Ở đây thì là cửa sổ outliner, mấy em phải thuộc lòng mấy cái cửa sổ này một tí đấy. Rồi để chạy UV thì nó cần phải có một cái map ha, và cái map, một cái map hình vuông để mình áp đặt lên đó. Nhưng mà trước khi có thì mình vẫn cứ chạy UV bình thường, chưa cần thiết gì cả ha, mình chưa cần thiết phải áp chất liệu, chưa gì hết. Mục đích của mình chạy ra là để dán cái hình nó nằm ngay chỗ đó, hoặc là vẽ cái hình đúng ngay chỗ đó. Bây giờ thầy hướng dẫn. Rồi nếu mà em để object mode thì ở đây mình sẽ không thấy ha, nhớ nha. Thường thường mấy cái bước đầu mấy em sẽ hay quên những cái chuyện này và có thể là khó chọn à. Rồi mấy em chuyển qua edit mode đây, mấy em chọn file, mấy em click vào thì ở đây nó sẽ hiện từng cái file, từng mặt file ha, từng mặt file đây. Xong mấy em chọn hết, bấm chữ A thì nó chảy bung ra, mặc định là nó bung ra như thế này. Thường thường thì như thế này là cũng được. Tại sao người ta lại để bốn cái mặt này nó dính lại với nhau ha, mấy em chú ý ha, tại sao người ta để bốn mặt nó dính lại với nhau? Bốn mặt nó dính lại với nhau là có nghĩa là cái phần liền lạc giữa những cái này nè ha, nó không, thí dụ như chỗ này nó có một cái vết trầy hay là có một cái miếng băng keo nó băng từ đây qua đây ha, nó dán từ đây qua đây thì bắt buộc mình phải để như thế này để cho nó có cái sự liền lạc texture với nhau ha, nó không có bị đứt. Rồi để chạy UV thì mình có thể chọn từng cái mặt và mình unwrap nó lên trên này ha. Mấy em vào đây, thí dụ như thầy chọn một cái mặt, thầy vào UV ở đây nó có unwrap ha. Đây thì nó tự động nó chảy bung ra hết cái mặt này cho mình, đầy cái mặt, trong khi đó những cái mặt khác thì vẫn bình thường ha. Mấy em coi nè, đấy bây giờ mình bấm chữ A thì mình có ba cái mặt, là một cái mặt và năm cái mặt này nó rời ra ha. Mình muốn chảy nó lớn hoặc là chảy nó nhỏ thì mình có thể dùng lệnh chỉnh sửa nó ha, mình bao nó như thế này, và mình cũng có thể dùng các cái tool ở đây, ví dụ mình muốn dời nó đi đúng không, mình dời nó đi, hoặc là mình scale, hoặc là mình xoay này,
ha. À, thì trước khi mình chỉnh sửa thì mình phải biết trải UV. Rồi, trải UV nó có mấy cái chế độ. Để trải UV thường thường người ta sẽ có một cái công cụ gọi là sim ha, mình phải làm cái mask sim cho nó. Đây. Thường thường thì một cái hình vuông mấy em thấy giống như một cái hộp ha. Mấy em gỡ ra, thí dụ như thầy nói một cái hộp dầu, hộp bánh, hộp gì đó. Mấy em bật cái nắp lên thì nó sẽ có cái hình như thế này đúng không? Mấy em sẽ bung ra từng hình từng hình. À, để thầy vẽ lên mấy em xem ha. Đây là một cái hình. Hình khối của mình ha. Rồi. Để trải UV thì thường thường người ta sẽ bung cái nắp ra. Ha. Bung cái nắp này ra, bung cái mặt này ra, từng cái mặt, từng cái mặt, từng cái mặt người ta bung ra hết. Đúng không? Thì nó như thế này, đúng không? Ra một mặt bên này. Rồi, nó ra một mặt bên này. Nó ra một mặt bên này. Và một mặt phía sau. Rồi, có thể mọc mặt trên cùng này ha, mặt trên cùng này bung ra luôn. Đây mình nhìn thấy không? Ở đây nó bung xuống nè. Wow, đây nó bung ra nè. Bên này bung ra nè. Ở đây bung ra làm sao nè. Và ở trên cùng này bung xuống dưới này, đúng không? Đây là một cái hình mà mình tưởng tượng ra được là khi mình cần phải trải UV. Để làm gì? Để mình dán cái nhãn lên thôi chứ không có gì cả. Mình dán cái nhãn lên ha. Đấy, mấy em chỉ cần tưởng tượng nó ra theo hình học không gian là nó như thế này, người ta gọi là UV ha. Ha. Đấy. UV nè, mình sẽ thấy cái gì trên này, nó có từng đường ngang, đường ngang, đường dọc ha. Đây, này là vĩ tuyến, này là kinh tuyến ha, vĩ độ, kinh độ ha. Ví dụ như mình trong trong pháo binh người ta nói là kinh độ, vĩ độ mấy, lệch bao nhiêu nhiêu gì đó, thì cái đó là nó cũng dựa trên tất cả những cái này ha, UV của mình. Rồi bây giờ mình trải một cái hình vuông làm sao cho nó đẹp. Ví dụ như mình có một cái miếng băng keo, nó băng từ đây qua đây ha, miếng băng keo nó băng ở đây, đây, hoặc là một cái vết trầy ha, một cái vết xước nằm trên này, nó phải liền lạc, thì cái đoạn này và cái đoạn này không thể tách rời, hoặc là cái đoạn này với đoạn này không thể tách rời, nhưng mà ba cái như thế này không thể dính chung một chỗ được, bắt buộc phải tách, thì phải ưu tiên cái nào khó nhất ha. Ví dụ vết đứt này nó nhỏ, cái miếng băng này nó lớn, thì mình sẽ dùng hai miếng này dính lại với nhau. À, còn cái này có thể cắt bỏ ra và sau đó mình cố gắng mình sẽ làm lại cho nó chính xác. Rồi mấy em hình dung là cái phần UV cơ bản ha. Bây giờ mình mới tiếp tục mình làm, cái gì cũng phải từ từ nha mấy em. Rồi bây giờ để trải UV thì thầy làm một bước cơ bản như thế này nha. Mấy em cứ coi đi rồi mình tính tiếp. Thường thường á, để trải UV người ta sẽ chọn cạnh ha, người ta sẽ cắt nó ra, người ta sẽ cắt theo hình như thế này chẳng hạn. À, chọn cạnh, thầy đang chọn cạnh nha, chưa có cắt gì hết. Thấy chưa? Vì mình nghĩ cái này nó sẽ bung ra nè, cái này nó sẽ bung ra nè, cái này nó bung ngang qua nè ha, cái này bung ngang qua nè. Đấy, rồi giờ mấy em sẽ thấy. Rồi sau đó mình sẽ bấm chuột phải ha, mấy em thấy khi mình chọn cái cạnh rồi nè, sau đó mình sẽ bấm chuột phải. Phía dưới này nó có mask sim ha, mask sim lít vào thì những cái đường này nó lên màu cam đậm ha. Mấy em nhìn thấy những cái đường này màu cam đậm, có nghĩa là nó đang cắt cái hộp này ra ha, có nghĩa là nó đang cắt cái hộp này ra theo cái chiều này. Cái chỗ này nó cắt 3 miếng
thì nó sẽ bung ra như thế này, đúng không? Rồi cái chỗ này nó cắt ở đây thì nó sẽ bung ra như thế này ha, và bên này nó mình cũng cắt giống vậy, nó sẽ bung ra như thế này. Đấy, bây giờ rồi cái miếng này đó, ba ha, dưới này nó sẽ lật bung ra nữa, bung ra nữa, bung ra nữa. Đấy, mấy em từ từ hình dung nó một tí ha. Lúc đầu thì có thể hơi khó chịu, nhưng mà khi mình quen rồi thì mình sẽ thấy nó dễ. Xong khi mình có này rồi thì mình chọn, đây mình chọn tất cả ha, mình chọn file đi, mình chọn tất cả nè, bấm A. Đấy, lúc này hồi nãy giờ mình làm linh tinh ở đây ha, bây giờ mình mới chạy unwrap vào UV. Mặc định khi mình đã cắt đúng rồi thì mình không cần chiếu gì nữa hết, mình dùng unwrap ha. Đây, nó tự động nó cắt ra theo ý của mình, đúng không? Chỗ này là ba miếng dính lại, một miếng, hai miếng, ba miếng, bốn miếng, đây một hai ba bốn miếng nó dính lại, hai miếng cánh hai bên, hai miếng cánh hai bên ha. Đây là cái miếng trên cùng, đây là miếng trên cùng, lít vào bây giờ rõ ràng ha. Miếng thứ hai, miếng thứ ba, miếng thứ tư, đấy rồi, hai cái cánh hai bên, hai cánh hai bên, ok. Đây là mình chải theo ý đồ của mình. Còn thí dụ như một cái khối mà nó có 6 mặt giống nhau ha, 6 cái khối, 6 cái mặt giống nhau thì mình không có thể chải như thế này, mà mình lại chải theo kiểu khác ha. Mình sẽ chọn nó, mình chọn A ha, chọn on á, chọn tất cả. Sau đó mình vào UV unwrap, ở đây mình chọn, nếu nó là khối vuông thì mình chọn cube project ha, tức là chiếu theo cái khối vuông. Còn nếu mình muốn cái hình của mình nó phức tạp á thì mình chọn smart ha, chiếu theo cái độ tự động thông minh. Ví dụ như thầy chọn cube ha, là 6 mặt này nó giống nhau, 6 mặt này giống nhau, mấy em nhìn nè, ở đây một mặt nó cũng to như thế này, hai mặt, ba mặt, tất cả đều to như thế này ha. Bây giờ thầy lôi nó ra cho mấy em thấy ha, từng mặt mấy em thấy nè. Rồi, ở đây mấy em chọn vertex thì mấy em sẽ chọn từng vertex ha. Ha. Coi nha, từng vertex, đây từng điểm của nó. Nếu mấy em chọn cạnh thì mấy em sẽ lôi cái cạnh của nó ha. Em chọn phay thì em sẽ lôi cái phay ha. Còn một cái công cụ nữa, cái này nó giống element ha, hoặc là một cái Iceland, một cái vùng đất gì đó, một cái miếng gì đó, nó gồm có cây cỏ, nhà cửa gì trên đó, nó có đầy đủ ha, thì mình chọn này. Thực chất cái này mấy phần mềm khác người ta gọi là element ha, element. Đây thì nó sẽ đi hết, bao nhiêu cái đi hết một lần, mình không phải chọn từng miếng ha. Bây giờ thì chọn hết mấy cái này. Rồi, thầy vào đây, thầy kéo ra cho mấy em xem ha. Nó có từng phần. Đấy là ở đây nó có những cái nó bị chồng lên nhau ha. Rồi đây. Nè. Nó có từng mặt. Đấy, nó tách ra ha. Mấy em phải chọn từng mặt này, mấy em sẽ thấy. À. Đây, nó tách ra từng mặt ha. Thì như vậy là nếu mình để ở cái chế độ kêu thì nó sẽ lấy 6, đúng 6 cái mặt cho mình bằng nhau ha. Đây là một cái hay. Ví dụ như mình làm một cái game mà mình map trên này có 6 cái mặt thùng, nó đóng cái thùng lại. Mấy em chơi game hay thấy có cái thùng vuông vuông ha, thì nó như thế này. Mình chỉ cần chọn nó, sau đó vào, hoặc là mình dùng phím tắt ha. Sau này mấy em nên dùng phím tắt cho nó nhanh, tại vì chải UV thì unwrap, cái tên của nó là cái này, thì phím tắt của nó là chữ U ha, chữ U, bấm chữ U, đây mấy em thấy liền ha, bấm chữ U là mấy em thấy liền
Rồi, unwrap ha. Nếu mấy em cắt theo cái này, nếu mấy em cắt cái này, còn mấy em không muốn chải theo cái đó, mấy em chải theo này thì nó đầy lên như thế này ha. Còn chải tự động, đây thông minh tự động của nó đây, thì nó sẽ ra một cái hình 6 miếng như thế này ha. Nó có nhiều cách chải. Rồi thí dụ như thầy chải dạng hình hình khối bóc, hình vuông ha, thì thầy sẽ bấm chọn kêu. Rồi lúc này thầy sẽ quay trở ra, thầy dán thử một cái map lên cho nó ha. Này thầy mở chế độ shading. Rồi thầy lấy một cái hình, có thể lấy từ ngoài, lấy ở trong thư viện của mình, hay là đường dẫn như thế nào đó tùy thích. Cái này thì từ từ mấy em bắt buộc phải biết làm. Ví dụ như thầy có cái texture đây, mấy em nhìn thấy game nó hay có cái này ha, game nó hay có cái khối vuông này, mấy em kéo thả vào đây, rồi nối nó vào phần space color. Bật texture lên, mấy em sẽ thấy à, 6 ô nó vuông vức giống nhau, thấy chưa? Tại vì mỗi một mặt này nó đều như nhau cả. Đấy, vấn đề là ở chỗ này. Dạ, yeah, mấy em nhìn thấy là khi mình chải như vậy là nó sẽ như như thế này à, mình chải ra 6 miếng cùng nằm trên một cái layer này hết, thì nó sẽ nằm hết trên này ha. Rồi à, bây giờ đến cái phần kế tiếp, đó là theo cái kiểu từng mặt ha. Bây giờ mình chải đúng cái hình hộp và mình dán lên từng cái hộp thì nó như thế nào và cách làm như thế nào. Còn ở đây là nó dễ rồi ha, mình chỉ cần chọn chế độ Q ha, unwrap. Ở đây mình sẽ Q project là nó xong, đúng không? Là nó lên, nếu mình muốn làm một cái bóc bình thường. Rồi bây giờ mình quay trở lại UV ha. Này nó đây ha. Giờ mình không sử dụng nó nữa thì mình delete nó đi. Mình vào shading ở đây, mình gỡ cái này ra ha, hoặc là mình delete nó luôn cũng không sao cả, không có vấn đề ha. Rồi mấy em từ từ sẽ tập cái mối liên kết giữa chất liệu và UV. Bây giờ thầy sẽ chải theo cái mình tự làm. Đây mình tự làm là cái mình cắt hồi nãy đó, mình chọn sim hồi nãy đó ha. Rồi giờ mình quay trở lại file, mình chọn A và mình unwrap ha. Bấm chữ U hoặc là vào đây nha, nhớ mấy em nên nhớ bấm chữ U cho nó nhanh. Rồi thầy chọn chế độ tự chải, mình tự chải theo ý đồ của mình là unwrap đây, ok ha. Rồi xong, bây giờ mình có một cái hình nó tự chải là cái hình vuông, nó dễ. Mình mới lấy ra như thế nào và mình dán Photoshop như thế nào ha, thì bây giờ mình lấy nè, chọn nó lên, mình vào UV, phần dưới cùng nó có export UV layout ha, xuất cái hình này ra. Rồi bây giờ mình xuất cái hình này ra thì mình nên tạo một cái folder project riêng cho mình ha. Bây giờ từ đây trở đi mấy em cố gắng làm một cái folder project. Thầy để ngoài desktop, tạo một cái folder ha, bài học. Rồi trong folder bài học này thì mình có một cái tên là scene ha, một cái tên là texture, một cái nữa tên là email. Rồi mấy em cố gắng nhớ ha, mình sẽ có ba cái folder cơ bản này. Còn nếu mấy em mà nhập file, xuất file nữa thì mấy em để đây một, thêm một cái file data hoặc là import, export gì đó ha. Rồi thầy mở đầu tiên á, thầy đang sell cái file này. Thì cái file này nó không phải là texture, nó là UV mình xuất ra. Thì mình thêm chữ UV ha. Đây, và mình bỏ vào trong phần
remind ở đây. Mấy em cố gắng từng bước làm theo thầy ha. Rồi, mình sẽ có cái file trên đó. Bây giờ mình mở desktop nè. Mình sẽ thấy cái tên bài học có ba cái folder email là đây ha. Mấy em sẽ thấy có cái hình rõ ràng ha. Mình xuất ra nó là như vậy. Rồi cái file này, mình save nó lại đúng không? Save as, không có save sin bình thường ha, save as nó ha. Rồi, mình tìm đường dẫn bài học sin. Này, mình để là thí dụ như khối vuông. Mấy em nhớ đừng có để tiếng Việt ha. Mấy em nhớ đừng để tiếng Việt. À, mấy em tiếng Việt thì đừng có dấu ha. Rồi, như vậy là ở ngoài này mình cũng có khối vuông. Đây. Rồi, cái phần texture thì mình sẽ copy texture mình bỏ vào. À, ví dụ như thầy có một cái texture gì đó ở ngoài này. Đây. À, thầy lấy cái texture này thầy bỏ vào đây một cái. Rồi, xong thầy muốn mấy cái box này thầy để vào đây, hoặc là lấy một cái hình này trên một cái thùng như thế này thầy dán vào ha, cũng được. Bây giờ thầy có 6 cái mặt sẵn nè. 1, 2, 3, 4 ha. Thùng trên, thùng dưới, box top dưới nè. Rồi, cái này là mặt nghiêng ha, này mặt nghiêng nữa ha. Giờ mình bỏ ở đây. Rồi, vậy là thầy có đủ mấy cái hình ha. Thầy để đó không làm gì hết. Bây giờ đến mình sẽ trải ra hai kiểu ha, và mình có thể làm hai cái khối. Đây là cái bóc mà mình trải theo cái dạng chữ T ha, dấu thập á, mình trải theo dạng dấu thập. Rồi một cái bóc nữa là lúc ban đầu mình trải ha, mình sẽ để tự động, mình sẽ trải tự động. Rồi Q project này, hai cái này mình cũng save lại thành một cái scene ha. File save as, này là khối vuông game chẳng hạn, thêm chữ à game. Rồi, rồi cái này thì mình không cần xuất ha, mình chỉ cần kiếm một tấm hình vuông vức, mình chỉ design là mình map lên là xong. Rồi bây giờ mình mới qua Photoshop. Như vậy là mình đã biết cách mình cắt ha, mình cắt như thế nào đó là tùy mình. Bây giờ mình qua Photoshop mình trình bày nó. Có thể dùng các phần mềm khác ha. Mấy em có thể Krita hay là bất cứ cái phần mềm nào mấy em quen sử dụng, chứ không hẳn là phải Photoshop. Mấy em có thể vẽ bất kỳ phần mềm nào. Rồi, thầy vào đây thì mày lối ra. Đây. Thầy nó ha. Rồi, bây giờ thầy sẽ dán mấy cái ô hình đó lên đây. Đầu tiên là thầy fill cho nó một cái nền ha, cho nó dễ. Rồi xong thầy sẽ lôi mấy cái hình trên texture ở đây, đúng không? Texture ở đây nè, thầy sẽ bỏ vào đây, lắp ráp nó lại. Thí dụ như ở đây thầy có cái hình ở trên cùng, phần trên cùng là cái phần top ha. Này đó, phần trên nè, mình cứ để thoải mái trước đi, không sao cả ha. Lắp cho nó đầy một tí ha. Rồi tiếp theo
Nãy mình đã nhìn, mình biết cái này là top ha, cái này là dưới cùng, thì nó phải đối xứng với cái hình vừa lúc nãy ha, đã nằm ở đây đúng không, đối xứng. Đây. Mình cứ để như vậy trước đi, rồi xong mình vào ha, rồi mình kiểm tra nó bên trái bên phải nó như thế nào mình chưa có biết được đâu ha. Rồi mình cứ bỏ từng cái mặt bỏ vào. Đây, bây giờ mình nhìn thấy cái này nó gần gần giống như cái này đúng không? Đó, thể miếng này nó sẽ đi chung với miếng này ha. Đây. À, bây giờ mấy em nhìn thấy cái sự liền lạc của nó ha. Rồi. Tiếp theo, bỏ nó nữa. Mình cứ để vào. Thế nó sai thì chút nữa mình sẽ xoay ha. Nó sai thì chút nữa mình sẽ xoay nó lại. Đấy, thí dụ như cái miếng này, rồi cái miếng băng keo ha. Cái băng keo nó nằm ngay đây hay là nó nằm ngay chỗ nào đó nó phù hợp thì chút nữa mình phải tính. Cái quan trọng là mình sẽ ráp cho nó vào hết cái đã. Đây, miếng băng keo này nó phải dính vào đây ha. Rồi. Bây giờ mình mới nhắm thử ha. Tất cả những cái này là mặt đáy. Tất cả những cái này là mặt đáy nè, cái này nó phải quay vô đây nè. Cái này nó phải quay vô đây nè, cái này nó phải quay vô đây nè, đúng không? À, vậy là cái này nó phải nằm ở đây. Này, cái này nó phải nằm ở đây để nó quay cái miếng mặt này dính vào đây ha. Một trong hai miếng này nó sẽ đối xứng. Còn cái miếng này là nó nằm dưới này ha. À, đây. Đây nè, cái này nó quay nó sẽ đụng vào đây. Có khớp hay không ha, là cái chuyện đó. Rồi cái này là nó ngược lại, đúng không? Nó phải xoay ngược lại. Đây. Vấn đề là mình phải nhìn ra được cái chỗ này ha. À, em nhìn thấy à. Đấy. Ít nhất là nó phải có như thế này trước cái đã ha. Rồi còn ở trên nó có rách nó gì đó, như cái miếng này nó phải ăn với cái này hay là không hay gì đó thì chút nữa mình tính tiếp ha. Ít nhất còn cái thùng nó dính qua đây hay không mặt này. Rồi bây giờ mình xoay cái này lại ha. Kiểm tra lại lần nữa, đừng để nó lệch nhiều quá. Rồi, bây giờ mình save cái file này lại ha. File Save As. Ở đây mình luôn luôn giữ một file Photoshop để mình tiếp tục mình chỉnh sửa. Và khi mình save cái này mình sẽ để là texture ha. Lúc này là mình đã làm texture thì mình sẽ đưa qua phần texture ha, texture. Đây là save cái đầu tiên để lưu giữ cái file. Sau đó mình save ra một cái file JPEG ha, đuôi nó đúng rồi đó. Ok, để chế độ standard ha. Rồi lúc này mình đã xong cái file đó ha. À, giờ mình mới dán chất liệu nó lên. Mở lại object mode, quay trở lại shading. Đây là một cái khối trong một cái môi trường có phong cảnh HDRI ở đây ha. Tức là nó tạo ra một cái môi trường ảo.
Mấy em nhìn thấy ở đây nó có cái khối, đây là môi trường ảo ha. Mấy em có thể thay đổi nó ở đây. Thường thì trong này nó sẽ có một cái thư viện. Thường chỉ cần click vào đây là nó sẽ có phần thư viện cho mình ha. Đây. Mấy em có thể đổi theo kiểu, cái này là kiểu ngoài trời, kiểu trong nhà, đường phố ha. Mấy em muốn cái box này để trong nhà thì nó có cái màu như thế này ha. Rồi. Bây giờ mấy em mới bắt đầu dán chất liệu. Khi một cái khối cơ bản thì bao giờ nó cũng có cái chất liệu cơ bản của nó, còn không thì mấy em delete nó đi ha. Delete nó đi. Ở đây. Để tạo một cái map có một cái chất liệu lên thì mấy em vào đây ha, texture nè. Delete nó đi nè ha. Delete sạch hết đi. Rồi, mấy em chọn nó. Mấy em có thể tạo ở đây hoặc tạo ở đây, tùy ha, giống như lần trước cũng được. Bây giờ mấy em tạo ở đây đi cho nó dễ có cái bảng ha. Rồi, một cái chất liệu thì nó có một cái nốt như thế này, một cái tab như thế này. Thì mấy em đừng có suy nghĩ gì liền ha. Mấy em chỉ biết là ở cái phần mình dán vào là nó sẽ nằm ở cái phần face color. Còn các cái này là khi mình đến cái phần học về chất liệu mình sẽ biết cái này ha. Rồi, để cho nó nhanh mình kéo mình thả nó vào ha. Cái hình lúc nãy nè, kéo mình thả nó vào. Đấy. Ở đây nó có nhiều cách. Thí dụ như mình không kéo thả vào thì mình có thể chọn trên này ha, hoặc là mình sẽ load ở đây vào add. Ở đây nó có cái texture. Mình sẽ chọn image texture ha. Mấy em sẽ chú ý mấy cái này nha. Để mà cho nó dễ nghiên cứu thì mấy em có thể tìm ở đây. Còn người nào quen thì người ta bóc vào. Mà có những trường hợp bóc vào nó bị lỗi gì đó thì mình lại bị về format hình á, thì mình phải làm ở trong này. Hoặc là mấy em dùng Shift A, Shift A ha, Shift A. Đây, cũng ra cái bảng này ha. Vào đây. Hoặc là mấy em dùng Shift A xong mấy em search gõ chữ email. Ha, email nè, đây nó cũng lên đây. Ha. Lúc này nó lên cái bảng và mình đặt nó ở đây. Rồi xong. Bây giờ khi có cái bảng rồi mình mới vào new. Chọn ok ha. Ở đây và open cái hình. Open cái hình. Rồi cái hình mình để ở đâu? Này. Texture file zbed open. Rồi, lúc này nó vẫn chưa lên ha. Tại vì mình chưa có nối vào cái file color ở đây ha. Rồi trường hợp nó lên hay không lên nó còn nằm ở đây nữa. Khi mình mở shading là nó sẽ có cái chế độ này ha. Rồi mấy em nối từ color vào đây. Ở đây. À, mình đã sai cái box ha. Cái box này là cái box thứ hai. Như vậy là không có đúng. Mình phải load cái hình khác ha. Cái hình này mới đúng không? Đây. Đây là cái khối của nó. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ mình mở cái file kia lên. Đây là cái thứ nhất, đây là cái file box kia ha. Mình muốn thì mình save as ở đây. Mình thêm cái chữ. Đây, thêm chữ texture, mình viết ngắn là chữ T cũng được ha. Miễn sao mà mình hiểu thôi. Rồi bây giờ mình mở file kia ra nè. Khối vuông. Đây, đây mới là cái file mình tự trải, đúng không? File mình tự trải nè. Đây. Rồi mình cũng vào shading. Shading. Bây giờ nó có sẵn rồi thì mình sử dụng luôn cũng được, không có vấn đề ha. Ở đây nếu mình quen rồi thì mình cứ bóc vào. Bóc vào ha. Thì mình không cần phải đi kiếm open gì nữa, mình nối vào đây. Đây, giờ mấy em nhìn nè. Thấy chưa? Đây. Cái miếng này nó nối qua, đúng không? Đây, nối qua. Như vậy là sai, đúng không?
cái này nó phải nằm bên này ha, cái này nè nó phải nằm bên này đấy, rồi cái này đúng nè, rách đúng nè ha. Đây, như vậy là ok, cái phần trên nó là như vậy là đúng rồi, hai mặt song song này lên đây, chỉ có cái miếng này là đổi qua bên này thôi. Thì mình sẽ ra mình đổi lại cái miếng này, chạy qua đây, miếng này chạy vô đây, rồi xe nó lại COS, chọn GPS, tùng lại đây, xe nó lên. Wow. Giờ mình reload nó, chọn nó lại. À, giờ đúng ha, chính xác ha. Rồi, đây ha. Đây, cái này là mình chụp từ một tấm hình của cái khối vuông nó có sẵn ha. Đây, giờ chính xác nè, mấy em thấy mức độ chính xác không? Ừ. Cho nên là khi mình làm một cái gì đó, mình phải tính cái mặt nào ở đâu, như thế nào. Rồi, như vậy là cái phần bóc cơ bản ở đây mình đã biết cách chải ha. Rồi xong mình sẽ xoay nó lại, thêm một cái nữa, thêm chữ T vào đây để mình biết nó đã có texture ha. Đây, bây giờ mình đến cái phần kế tiếp là chải cái khối hình trụ ha. Rồi bây giờ mình bỏ này, ví dụ như mình có một cái lon sữa đúng không, lon sữa thì nó giống như thế này, hoặc là cái lon Coca Cola hay lon soda ha, thì nó giống giống như vậy. Rồi mình scale nó cao cao lên cho nó giống cái lon ha, thấy cái lon này nè, đây này. Rồi thường thường khi mình làm xong rồi thì cái phần này mình sẽ chọn shader smooth ha. À, smooth. Rồi mấy em có thể chọn riêng từng phần, mình làm mặt cho nó bén hay gì đó tùy. Ở đây mình có hai chế độ chọn ha, flat là nó trở về bình thường nè ha, ha hoặc là shader smooth ha. Rồi để chải cái này thì nó cũng có cái chức năng giống như vậy, mình vào UV editing đây, mặc định nó sẽ tự chải ra cho mình ha. Nhưng cái tự chải này thì mình nhìn thấy nó sao, cái phần này nó quá lớn ha, cái phần này thì quá nhỏ. Để biết cái chuyện quá lớn quá nhỏ và cái độ texture nó chính xác thì ở đây mình sẽ tạo cho nó một cái texture check, ha, checker để mình kiểm tra cho nó dễ ha. Cầm vào đây new, ở trên cái UV editor ở đây ha, mấy em vào new ở đây, trong cái phần generate nè, em sẽ có ba cái chế độ, color grid, UV grid blend ha. Thì một cái là màu đen, một cái là checker, một cái là lưới có màu ha. Đây ví dụ như thầy chọn lưới trắng đen, bấm ok, đây nó ra cái lưới trắng đen ha. Thì mấy em bật cái texture ở đây lên thì mấy em cũng phải bật ở đây shading lên ha, và áp cái chất liệu này vào trong này thì mấy em vỡ shading lên. Tạo cho nó một cái chất liệu nó chưa có gì hết ha. Đây, hoặc là mấy em tạo ở đây. Đây. Xong rồi, ở cái phần email á, nó sẽ có, mình có thể lấy cái email từ bên này mình đưa qua ha. Ở đây mình nãy mình tạo nè, mình kéo thẳng từ đây qua đây ha, nó sẽ lấy qua đây, kéo thẳng từ đây. Hoặc là ở trong này thì khi mình open á, mình tìm nó thì nó ở đây nè, là nó tự động nó có cái tên sẵn cho mình,
tại mình tự tạo. Ví dụ như mình lấy một cái khác, ở đây nó có sẵn cho mình ha, mình load lên, mình không cần tạo gì nữa hết ha. Bây giờ thầy bỏ cho mấy em thấy nè, để lấy cái texture qua cho nó dễ. Một là mấy em có thể kéo từ đây thả qua đây, hai là mấy em tạo ha, thì bấm Shift A rồi vào đây cũng được ha. Rồi mấy em vào đây, nếu mà em nên tập quen dần ở đây đi cho nó dễ. Rồi ở đây mấy em không cần tạo cái mới, mấy em lấy cái United ở đây đúng không, rồi nối nó vào à. Rồi bây giờ tại sao thầy nói nó sai cái checker ở đây ha, nó sai nè, mấy em nhìn thấy nó sai là cái hình này nó nhỏ, cái hình này nó lớn thấy không, này lớn nè, này nhỏ xíu, có nghĩa là độ phân giải của cái này cao, độ phân giải của cái này thấp. Thì trong một cái object mà có chỗ độ phân giải cao, độ phân giải thấp á, thì nó sẽ chênh lệch về hình ảnh đúng không. Ví dụ pixel chỗ đó nó mịn hơn thì nó bén hơn, pixel chỗ này nó bị thưa ra thì nó dễ bị bể. Thì chính vì vậy mà ở chỗ này nó đẹp hơn, chỗ này nó không đẹp. Thì ở trên này cũng vậy ha, ở trên này cũng vậy. Bây giờ mình quay trở lại đây, cái phần này nó lớn hơn nhiều đúng không, phần này lớn hơn nhiều, cho nên là cái phần này mình phải scale nó nhỏ lại đây, và ở đây ha, hai miếng này mình sẽ scale nó nhỏ lại. Khi mình keo thì mình phải chú ý ở đây bây giờ mình coi nè, nó vẫn còn chưa đạt đủ nè ha, nó phải bằng như thế này thì nó mới đúng chuẩn. Đây đây ha, mấy em coi nè, ít nhất nó phải như thế này thì phần trên phần dưới nó bằng nhau. Thì khi làm UV mấy em phải bắt buộc phải chỉnh nó như thế này thì mới yêu cầu mới đúng ha. Còn khi mấy em để unwrap thì tự động nó đã đều rồi, còn cái này là của nó trải sẵn cho mình thì mình phải canh như thế này ha. Đây nè, vuông nhưng mà trên này nó không có ok. Rồi đây là mình nói cái phần nó tự động ha. Rồi bây giờ đến phần mình tự trải làm sao để cho nó bung ra là nó đẹp ha. Đây, như vậy là đẹp nè, như vậy là đúng ha. Giờ mình coi nó đúng thì nó sẽ nhỏ lại như thế nào. Đây thấy chưa, lúc này cái tỷ lệ nó phải như thế này là mới đúng hợp lý. Hồi nãy là nó tự động nó bung ra hết cho mình ha, nó tự động bung ra hết cho mình. Thì cái chế độ đó nó sẽ là này, mình vào UV, ở đây nó sẽ có unwrap và cylinder ha. Ha, cylinder. Đấy, nó chiếu theo cái hình này nè. Nó lấy cái mặt cắt xuống ha. Còn cái này là nó là mặc định thì mình cũng cắt ra nó cũng chiếu giống vậy. Rồi, bây giờ mình chiếu theo kiểu của mình. Chiếu theo kiểu của mình là mình phải hiểu nó như thế nào ha. Bỏ texture này đi ha, mình để trở lại khối bình thường cho nó ha, solid. Bao giờ cũng vậy, mình sẽ chọn S ha, nhớ là mình sẽ chọn S. Sau đó mình chọn vòng trên nè, sau đó mình chọn vòng dưới nè, hai vòng. Wow. Bây giờ mình chọn chuột phải maxim. Lúc này là nó đã cắt ra được hai cái mặt trên và mặt dưới. Cắt ở đây là cắt texture chứ không có phải là cắt object. Còn cái vòng tròn này nữa ha, mình khoan hẳn bung nó ra. Bung nó ra thì giống như mấy em đi in á, làm một cái tấm là chiều dài chiều rộng bao nhiêu ha, đường kính bán kính bao nhiêu rồi đem đi in dán lên thôi chứ không có vấn đề gì hết. Thì ở đây mình thử, mình
unwrap nó sẽ như thế nào. Đây mình chọn hết nè, bấm UV unwrap, đây nó sẽ ra như thế này, tỷ lệ đúng nhưng ở đây nó bị dính lại với nhau, tại vì cái này là một cái hình tròn, nó chưa có cắt cho nên nó biến thành cái hình tròn luôn ha, nó chưa có cắt cho nên là khi mình thấy như thế này thì là không đúng, hai cái này nó đúng rồi ha. Thì bây giờ mình phải chải cái này, mình bung cái này ra. Nếu như mình muốn bung ngay vị trí nào, vị trí này đây, thì mình chọn S, chọn ở đây, bấm chuột phải Match Seam. Rồi lúc này là có nè. Bây giờ mình chọn Fade On ha, chọn Fade hết tất cả và mình bấm U Unwrap. Đây, ok. Lúc này là nó sẽ vuông vức ha. À, rồi chỗ này nó hơi bị dài, chỗ này hơi bị dài, chưa hợp lý. Thì mình sẽ chỉnh cái độ dài này lại. Trên này là nó vuông rồi, nó tròn rồi, nó dễ vuông ha. Bây giờ mình dời hai cái này ra thì mình chọn element ha, cho nó nhanh. Move nó ra đây. Rồi ở đây nè, mình chọn điểm, kéo nó ra ha, kéo cho tới khi nào mình thấy nó vuông. Rồi ha, cảm giác nó vuông, chưa vuông, vuông rồi ha, vuông. Đây là cái này là mình tự trải trên một cái khối. Rồi khi mình có cái này rồi thì mình copy nó ha. Ví dụ như nằm đây, bây giờ mình phải xoay nó lại theo nằm ngang thì mình cái nó mới đúng ha. Bây giờ mình coi cái trục nào nó nằm ở đâu, cái điểm này nó sẽ nằm ở đâu. Nên mình coi cái điểm, mình chọn cạnh đây ha, đây nó nằm trên này đúng không, đây đây nè. Điểm nè, ok. Giờ mình xoay nó ngược lại, đây sao nó không hiện lên. Phải hiện lên cho mình biết cái phần trên phần dưới ha, không là mình sẽ bị dán ngược nó lại. Ở đây mình không có fade, nếu mình có fade thì mình bây giờ chọn fade đây thử xem, fade này ở trên cạnh này. Không được. Này. Rồi, giờ mình xoay nó lại nha. Đây mình sẽ dùng Back Iceland. Nó sẽ có chế độ xoay cho mình ha. Mình làm một hai lần thì nó sẽ có, nó xoay lên xoay xuống ha. Mấy em thấy nó xoay qua xoay lại ha. Rồi ở đây thì bắt buộc mình phải dùng Rotate ha. Rồi mình nhấn Control ha, thì nó sẽ xoay đúng và mình dời nó đây. Tùy ha, mình muốn đặt vị trí nào đó tùy nha. Rồi ở đây tiếp tục mình xoay nè.
Đây nó ngang mặc định lại ha. Ở hai cái này mình để cho nó tách ra một tí. Nằm nằm ngoài này đi. Mỗi một cái này mình có thể cho nó rời ra cho nó dễ làm ha. Mình biết cái nào nằm ngoài nằm trong. Rồi ở đây mình sẽ xuất nó ra và mình dán trên Photoshop giống y như vậy. Ở đây mình vào UV Export. Rồi ngay trở lại đây mình vào Image, mình có cái Cylinder đây ha, UV Cylinder. Rồi mở này lên, mở này lên, nó đây à. Mình cũng fill cho nó một cái màu ít, tạo cho nó một cái layer và fill cho nó cái màu ha. Đây trang nè. Bây giờ mình lấy một cái map texture. Ở đây thì có cái texture box chẳng hạn. Thì mình làm xong mình phải đưa nó vào bên trong ha. Cái texture. Đây. Ví dụ như thầy lấy cái lon nó là soda này ha. Đây, ui nó nhỏ quá. Không sao. Cũng gần chính xác ha. Anh lớn lên tí đi. Nhấn shift. Rồi. Trên này mình có thể tô màu hoặc là làm một cái hình gì đó ha. Dù mình cắt cái này mình để vào ở giữa, mình decor nó lại hay gì đó tùy ha. Mà không là mình cứ tô màu làm một cái gì hình gì nó view trên này, mình để mặc định cũng được. À, mình ra ngoài mình tô màu gì đó. Rồi xong, mình ví dụ màu nó là như thế này. Bây giờ mình tắt cái này đi ha, nhớ tắt cái này đi. File cũng save add một cái vào bên trong này texture ha. Mình để chữ, mấy em nhớ nha, nhớ để tự chữ texture nha. Rồi file thứ nhất là Photoshop, file thứ hai là JPEG. Cái này là mình chưa làm gì hết, mình chỉ mới cắt dán thôi. Rồi bây giờ mình mới quay trở ra shading ha. Chọn nó, cái này mình có thể delete đi chất liệu. Rồi ở đây mình tìm cái hình khác ha, không thì mình bỏ luôn cái này cũng được, tùy với em ha, không có vấn đề gì hết. Mình ra ngoài mình lấy luôn cái hình mình đưa nó vào đây, đưa vào. Giờ mấy em nhìn thấy ha. Ok, hai một cái khối giống như một cái lon. Còn phần trên này mình chưa có gì, mình chưa nghĩ ha, mình muốn dán cái gì đó, cái nắp lon nó như thế nào đó. Nếu mình muốn làm cho nó đúng thì mình lấy một cái hình có cái nắp lon ha, đúng là phải có một cái hình nó có cái nắp lon, rồi mình cứ việc bỏ nó vào là xong. Thì cái chuyện đó nó không có khó ha. Giờ mình nhìn thấy nè, bây giờ mình chạy cơ bản là hình vuông và hình tròn đã ok ha. Rồi như vậy là mình ít nhất mình đã biết được cách chải UV của các cái khối, hai cái khối cơ bản chính này ha.